cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Tiếp theo sau đây là phần tin thế giới với những tin sau đây. Anh Quốc hạn chế dùng camera của Trung Quốc trong các tòa nhà của chính phủ. Hungary nêu thời điểm phê duyệt Phần Lan, Thụy Điển vào NATO. 4 người chết trong vụ xả súng vì thù địch cá nhân ở Nga. Các thành phố châu Âu đã tặng máy phát điện cho Ukraine. Và sau đây Hoàng Dung xin gửi đến quý vị phần tin chi tiết. Anh Quốc đã hạn chế dùng camera của Trung Quốc trong các tòa nhà của chính phủ. Chính phủ của Anh Quốc vào ngày thứ Năm đã yêu cầu các cơ quan của họ ngừng lắp đặt camera giám sát có nguồn gốc từ Trung Quốc tại các tòa nhà nhạy cảm vì rủi ro an ninh. Quyết định được đưa ra sau khi mà chính phủ rà soát lại các rủi ro an ninh có liên quan đến việc lắp đặt các hệ thống ghi hình giám sát tại các tòa nhà cơ quan của chính phủ. Bộ trưởng Văn phòng Nội các Oliver Dowden đã nói trong một phát biểu bằng văn bản trước nghị viện. Chỉ thị của Anh Quốc áp dụng cho các camera được sản xuất bởi các công ty bị ràng buộc bởi luật an ninh của nhà nước Trung Quốc, yêu cầu các công dân và doanh nghiệp của Trung Quốc phải hợp tác với cơ quan an ninh, trong đó có hướng dẫn cụ thể cho các bộ ngắt kết nối mạng của thiết bị để cân nhắc loại bỏ chúng hoàn toàn. Động thái này diễn ra vài tháng sau khi mà hàng chục nhà lập pháp đã kêu gọi cấm bán và sử dụng camera an ninh của Hisfusion và Dahua là hai công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc vì e sợ là xâm phạm quyền riêng tư và lo ngại các sản phẩm của các công ty này có liên quan đến những vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc. Các văn phòng tại Anh Quốc của cả Hisfusion và Dahua đã không trả lời ngay lập tức các email từ Reuters yêu cầu bình luận, thưa quý vị. Quay sang Hungary, thì nước này đã nêu thời điểm phê duyệt Phần Lan, Thụy Điển vào khối NATO. Thủ tướng Hungary, ông Viktor Orbán tuyên bố, Quốc hội của nước này sẽ phê chuẩn tư cách thành viên vào khối NATO của Phần Lan và Thụy Điển vào đầu năm tới. Phát biểu sau cuộc họp ở Slovakia của nhóm Visegrad, thì Liên minh 4 quốc gia Trung Âu gồm có Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Czech và Slovakia. Thủ tướng Orbán nói rằng, chính phủ của ông đã quyết định Hung Gia Lợi sẽ ủng hộ Phần Lan, Thụy Điển gia nhập vào khối NATO và Quốc hội sẽ đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự tại phiên họp đầu tiên năm tới. Chính phủ của Hungary đã đệ trình luật phê duyệt với tư cách là thành viên của khối NATO của Phần Lan, Thụy Điển vào tháng 7. Nhưng Quốc hội, trong đó có đảng Fidesz, cầm quyền của ông Orbán chiếm đa số 2/3, vẫn chưa đưa ra dự luật để tranh luận và thông qua. Và kính thưa quý vị, Phần Lan và Thụy Điển đã nộp đơn xin gia nhập vào khối NATO hồi tháng 5 sau khi mà Nga mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, chấm dứt nhiều thập kỷ trung lập. Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là những thành viên duy nhất của liên minh chưa thông qua việc gia nhập của hai nước này. Việc mà Hungary trì hoãn kế hoạch mở rộng khối NATO đã chọc giận các nước thành viên V4 khác như là Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia là những quốc gia ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất ở châu Âu. Quay sang một bản tin khác, thì có 4 người chết trong một vụ xả súng vì thù địch cá nhân ở Nga. Một người đàn ông 66 tuổi đã bắn chết 3 người và làm bị thương một người khác ở một khu phố mua sắm tại thành phố Krimsk, miền nam của nước Nga trong ngày 24 tháng 11. Theo cảnh sát, thì tay súng sau đó đã tự sát. Theo hãng thông tấn TASS, thì cảnh sát cho biết có ít nhất là 2 trong số 3 nạn nhân có quen biết với tay súng. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy người đàn ông đã nhắm bắn 2 người quen vì thù địch cá nhân. Danh tính của nạn nhân thứ 3 là nam giới vẫn đang được giới chức xác định. Ngoài ra thì một nạn nhân 61 tuổi khác cũng bị thương trong vụ việc và đã được đưa đến bệnh viện. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông cầm súng vừa đi xuống phố vừa bắn. Và cuối video thì ông này đã nã đạn từ cự ly gần và một người đã ngã xuống đất. Tuy nhiên thì Reuters chưa thể xác định nguồn gốc của các video này. Krimsk là một thành phố nhỏ ở vùng Krasnodar, gần bán đảo Crimea, nơi mà Nga đã sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014. Các thành phố ở châu Âu tặng máy phát điện cho Ukraine. Thưa quý vị, các thành phố lớn nhất của châu Âu sẽ tặng máy phát điện và máy biến áp để giúp cho những người dân Ukraine vượt qua mùa đông khắc nghiệt.
Kể từ tháng 10, thì Nga đã tấn công vào hệ thống điện dân dụng và hệ thống sưởi của Ukraine bằng tên lửa tầm xa và máy bay không người lái. Moscow cho biết mục đích làm giảm khả năng chiến đấu của Kiev và thúc đẩy họ ngồi vào bàn đàm phán. Vào ngày 23 tháng 11 vừa qua, Hội đồng Liên minh châu Âu phát động chiến dịch Escrow Cities, lập mạng lưới hơn 200 thành phố ở 38 quốc gia. Các thành phố này được khuyến khích cung cấp máy phát điện để duy trì hoạt động cho các cơ sở thiết yếu bị chiến tranh tàn phá ở Ukraine. Chúng ta phải hành động ngay lập tức, Dario Nadella, người đứng đầu chương trình Eurocities đã nói. Mùa đông đang đến, không có điện và khí đốt, không có thời gian để lãng phí. Và theo hãng tin Reuters, thì ông Nadella ước tính số lượng máy phát điện tặng cho Ukraine lên đến vài trăm chiếc, bao gồm máy phát công nghiệp, thưa quý vị. Và đó là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ. Sau phần quảng cáo thông tin thương mại, Hoàng Dung sẽ trở lại để gửi đến quý vị phần tin Á Châu.